sò tạc trao tính lại bò mẹ bình nồng, mời bò mẹ bình nồng bòm bấm phăng chương trình quốc kháo mưa sàm xếp cảm vườn hạ vì sòng phát ra sòng không đài phát hành truyền hình sơn là cuồng chương trình mưa nì mi bưng quốc kháo sơn lằng. Tòa chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa xếp hạ, 10 hạ, mưa sàm xếp cảm vườn hạ, Quốc hội diệt Việt nặng hơn hồi cánh sò tổ số sàm ma san dự án luật cốc kén cuồng phiên họp tuyến châu, quốc hội có phăng báo cáo tinh khẩn sòm bành dự thảo luật sòm bành tướm tên sát hụt không luật sở hữu nam tác quan phần sức tàn quốc hội sổ sàm nặng ngân hồi ma san nạ vịa nhang mi pưng quan vây phan lá cằn khỏng dự án luật sòm bành tướm tên sát hụt không luật sở hữu nam tác quan phần dự thảo luật sòm bành tướm tên hỏi nâng bày sàm hụt lươn, ship hụt mi ship sòng hụt trắng sòm bành tướm tên ma tăng kỹ thuật vang xìa san tắt bùn nâng hà hụt việc xóm bành luật sở hữu nam tác ngôn phần nhãn bào thác đi vẹt ban tục po luông bùn khòng tàng chọp xồm cắp bưng luông chào hèn khòng tinh phén tín mức lùm to hiệp định cptpp hiệp định avfta cánh bưng luông bùn khòng tinh phén tín mức lùm ứng mi nuống ban ản việt nam lò thành viên cửa tóc tại lắc áo vì dệt tè nhãn bào, bòm bưng bò, thồng lông khòng khong mương cài sổ giảm, phân hài vương quan phai phan không mút đại biểu quốc hội có bom xóm trời cấp phía xóm bành luật, xóm trời cấp tắt bùn, xào quyên đăng ký ngắm bùn, vương tàng công nghiệp, xòn xếp bàn phòng, lò thang tì không nạp việc khoa học cánh công hệ, sủ ngân sách hân mương, hở tổ chức quân ba. Tăng sòng, đề nghị khai quảng, xào quyên đăng ký, đôi cấp, chưa có bút bồng, mà tăng quyên khổng cốt ngắm bùn. Chương trình máy tính, cần mi luông bùn, bàn tàng cho xồm, không lợi ích, không hân mương tổ chức quần ba cánh cốt ngắm pùn vầy vẹt pan nghị quyết số sao không bàn chấp hành trung ương đảng mỗi đại biểu quốc hội có vài hiệp dự thảo luật cửa tóc tài luông pùn pùn ó nhàn bào lắc tì vẹt pan tục bao luông pùn không tàng chọp sồm cắp bưng chào hèn không tính phén tín mương lùm cánh nà vía dệt tè luông thồng lông không mương làng nằn cơ quan tinh khẩn cánh cơ quan uẩn pa làm lẽ kiên top quan dệt ót chảnh san hà vía đại biểu quốc hội tinh khẩn Tên cầm quốc hội sổ sảm nàng tổ ma sự án luật cầm phong khả cỏng mắc hùa cằn quần trúc hân xòm bành cánh sự án luật chấp năm luôn bùn trần pieng nàng cơ sở Tấn chào mườn nỉ sàm xếp hết cảm mườn hạ, đồng chí Lo Minh Hùng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, cầu ấn ba bảng họp ban thường vụ tỉnh ủy, vài số sàm cánh quyết định san hà viện tòi tắt bùn trong họp với đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Sầm Mức Tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Sầm Mức Tỉnh, xung đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xung đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Sầm Mức Tỉnh, phụ trách Pưng Phóng Vệ, cánh phuận Pa Pưng Đơn vị Sở ngành Nông Ban. Nàng bàn Họp, đồng chí Lâm Minh Hùng có chiến báo Ma San tàng triển hai máy khổng trung ương, khót nàng số sạp xếp hạ, bộ chính trị, ma chức danh chức vụ quần ba cánh bắc nàn, không chuông chính trị tại trung ương hoặc cơ sở nghị tỉnh số sản xếp hà không chính phủ tắt bùn ma quản lý phòng công nghiệp cánh phòng kinh tế nghị tỉnh số sản xếp không chính phủ tắt bùn ma bón triệt xanh quản lý phòng qua in hơn mương uẩn chỉ số hà xếp xong không ban tuyên giáo trung ương ma chiến báo vì cát sàn việt nam campuchia vì xong phát phải sao xong uẩn chỉ số hà xếp xàm ma trên báo vì cát kiên hiệu mạnh việt nam lao vì sao xong đồng chí ló minh hùng có tỉnh ủy văn phòng tỉnh ủy ban cán sự đảng ủy ban dân mương tỉnh bưng bàn ngành không tỉnh tòa hôm ổn ba năm săn hảo việt góc kén xương làm nghe quy hoạch bưng chức sành quy hoạch cấp ủy giàn bì sòng phan bài sao họ sòng phan giao hà giàn bì sòng phan giao hà họ sòng phan bài sam ship cánh quy hoạch bưng cơ quan hơn mương giàn bì sòng phan giao ít họ sòng phan giao hốc giàn bì sòng phan giao hốc họ sòng phan bài sam ship ít khảo khang khải ốc phân phía dệt bộ bốn giường hóc xípy mở cát kiên Việt Nam Lao, cánh xí xíp Hà Pì, mở ký luông bùn cát kiên Việt Nam Lao. Văn phòng tỉnh ủy chờ chuông tánh ốc chỉ thị không bàn thương vụ tỉnh ủy mà phía uẩn pa khai ốc ký thị tốt nghiệp trung học phổ thông, cánh tuyển sinh tài học, bao nghe bị dòng văn bài sao sòng, phòng tỉnh Sơ La. Bằng sở chỉ thị số hóc, mở sao chết cầm vườn hạ bị dòng văn bài sao sòng, không thủ tướng chính phủ. Sớp tạm tủng mua về tiệm vaccine cầm phong bệnh COVID-19 cầu, tủm pua bưng long bùn khai trương hai xuân bài mức nọ khàn khang chủ khu cần hà khai chu thì tốt nghiệp trung học phổ thông cứ đẩy la đi ăn à là san hà về cấp kén đại đồng chí Hoàng quốc khánh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân mức tỉnh chiên báo nàng bằng họp tư thứ xếp hết, ủy ban dân mức tỉnh khóa xếp hạ khai ó tiến chào mở hoa sản xếp cảm ơn hạ trong họp với đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân mức tỉnh, xung đồng chí cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Dân mương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Vương Thành viên Ủy ban Dân mức tỉnh. Cuồng bơn hạ vì sóng bắt sao sòng bệnh hạ COVID-19 của tỉnh có đại kiểm soát, vì mà p dưới dựng tánh là bản mương đẩy tủm bua lầu chủ cấp chủ ngành ủy ban dân mương chủ huyện thanh phố xếp tạm trên báo chấp năm vì mà p dây dựng tánh là bản mương dự toán ngân sách hơn mương bị sóng văn sao sòng Tọp hôm khẳng khang chủ khủ ngài đi phải khai ót lang đi bằng họp thủ tướng chính phủ sổ giảm các bài mẹ na việt nam festival mát núi cánh trường khỏng ô cốp việt nam bị sóng văn sao sòng nà vì nhận vào tình ảnh chính trị Vìa mà về dưới dưỡn, nặng cuồng tỉnh, tê tiêng, quốc phòng đẩy nhàn bao, tiếng án bản mương đẩy chờ mặn. Cuồng bườn thu ngân sách nặng địa phương, danh tính cứ đẩy xí hoài tỷ mặn. Hà bườn cứ đẩy cài bắt nừng xám hoài tỷ. Ca trường khỏng chôm hạp khai bởi mức nọ danh tính cứ đẩy cầu triệu hà hỏi ngân đồ Mỹ vì tiềm giả phong bình covid vết xếp cầu đẩy tùm pua, họt hay số lán nòi tái hạ họ xếp hết vì đẩy tiềm giả cứ đẩy xàm xếp hết phải cầu phân hỏi, bưng côn đẩy tiềm phát cốc khỏe, cứ đẩy cầu xếp cầu phân hỏi táo khẩn, phát thứ sòng, cầu xếp xám phân hỏi. Vì bó sòn đẩy bồng chờ bưng chương ép cò tổ chức bó cấp ép cánh thì thử khi thì tốt nghiệp trường học phổ thông vì sóng văn sao sòng tưa thứ sòng cánh khăn khang cốc ngân xính khòng trường hong hà khi thì tốt nghiệp trường học phổ thông vì sóng văn sao sòng Nàng phiền họp mỗi đại biểu có vào khẩn pưng khổ giả dạ cha khát khỏng, cuồng vỉa tiềm tướng phát giả covid xếp cầu nhăng bỏ lại giả cha. Vỉa hết quản lý mặn cặt pưng cổng trình nằm bệ, khai chương hai khỏng na bài mức nọ, hê cửa đẩy tòi luông bùn. Sau ma phiền họp có thông qua san tàng trịa tinh sự thảo, nuống ban họp vỉa mà bè dưới dươn, tánh là bản mương, quốc phòng tình an nàng cuồng tình. Phát biểu khót nàng phiền họp, đồng chí chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh Hoàng Quốc Khánh có vào nhận, chăm và việc cảm phong bệnh Covid-19 cầu có cơ đẻ lại lang đi đáng muôn trông, hạ và chủ cấp chủ ngành để giúp tạm bồng chờ hoặc việc tiềm giả phong bệnh hạ chủ buồn tuổi. Mà việc khải trường ngày khỏng na bảy mức nọ để tập hôm trăm năm lang đi, chủ bóng việc khải quảng việc sáo hà bón khải trường, bóng vậy trường ngày khỏng na bắc khải đầy xe xe hại mắt thăng kinh tế hà dần mương tổ hôm khẳng khăng tục po chủ khu ngài đi mắt tăng cốc ngân xính khỏng phủ côn khẳng khăng hạ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhàn bao tiền ngàn lang đi đồng chí hoàng quốc khánh có đề nghị chu cấp chủ ngành đại tùng po khẳng khăng chủ khu ngài đi hà dự án cốc kén khổng tỉnh xương dễ tăng sẽ lèn văn hòa bình mộc trầu dệt phiền xe bình na sàng phòng qua ỉn khơn mương mộc trầu tổng po về bàn giải ngân cốc dòm sát nạp à về cổng thu ngân sách của phòng lăng chấp năm về kiểm tra làm le bức công trình tăng tánh nọ nản ó cần chấp năm làm le bức lông bùn đại hội đảng bộ tỉnh nhằn xanh bức lông bùn cốc kén vầy nhỏng nho trồ luông hanh chấp năm về ní xìa về chấp năm báo tòp hôm dương nằn trên bức cửa đại lang đi sùng Hồi thì cam kín chẹp đại dệt tái mát núi lần nừng cuồng bưng bóng về đẩy khải ó cuồng bàng hồi, Thủ tướng Chính phủ Ma Sổ sẩm Cáp Hoài Mè Na Việt Nam, Festival Mát Núi Cánh tảng Trường ô Cốt Việt Nam Pì Sòng Phát Giác Sòng Nàng Tỉnh Sơn La. Hồi thì đầy khải ó, mường hoa, xàm xếp cầm vườn hạ, còn nếu chưa đầy lướm lại khé ma quả ỉn, cánh kìn chim, bưng cam kìn chẹp, đầy dệt té mát núi, khỏng vòi mê na bú đầy. Ma nàng hồi thì bức cam kiện chẹp đẩy xe té mắt núi, chú đổi thì cờ đẩy khẳng khăn thí may, vải bùa ma sú hồi thì bức cam kiện chẹp chăn ngam tà. Tinh mết, bòm đẩy chế biến té bưng tàng mát núi khỏng quay mê na. Bên này hơi lấy mắt sú muôn các bạn họ mưa hồi mát núi cái nhà phương sản phẩm ô cốp phòng Việt Nam hơi nặng tỉnh phần lá hơi xuống khỏi ở tàng nào của mẹ dân hơi mê dân

lại khé mát quả in bấn le có đầy kình chim bưng cam kình chẹp đầy xe té mát núi cánh hình suốt tìm muôn hồng cánh sông chờ ngoài pho ma đầy dự à, mư hội à, mang nuôi khóng tỉnh sơn la tổ chức trên kho đầy ba tham dự lấy pho mày à để kin thưởng thức ăn món kin một lục lán chế biến kin rất là hợp khẩu vị không sung êm họ bỏ ván lái họ bỏ miếng sáng mà đang hòa ăn một loại ép kim là rất là hợp khẩu vị ván xếp ai hòm trong hợp hội thì mi xếp xí đôi không xếp sòng huyền thành phố quảng tình cánh sòng đôi thì không tỉnh bắc giang cánh cao bằng tỏ luân tràng mưa sòm tánh bưng đổi thì cò bùa mắt hồi thì bưng cam kìm chẹp sưng bánh kèm khẩu nừng lai màu cánh tre cái nằn có đại phương thành viên bàn giám khảo có xương khẽ quả ỉn, bấn le, kình chim, nhằn danh sùng. Những ngày ngày hôm nay ấy, đặc biệt tôi ấn tượng sự tươi hỏng bài cam kình mưa nị, khỏi cỏ sức tì khỏng mốc ma trở, tó luôn kình chẹp, ai hòm, cánh tênh mết, vòm đại dệt té bưng tảng trường ô cốt nọ nàn ó đối gấp luôn chàng cướt áo táo bùn cánh dệt đầy óc bưng căm kình chẹp té mát núi hồi thì tật nỉ có hình giòn khẩn lại luôn ngắm bùn mỡ lá khan vầy nho sùng lang tì mát núi và xương mát núi hàng mờ hao trắng kình chớp má xúc mà có ít ảo nằm kìm bác co tá sàng khổ, hư khai ni, hao có hình giòn khửn bưng căm kình chẹp, đẩy dệt té mát núi. Chàm và xin khỏi cò suốt tì, vòng chờ cánh hình khỏng hút mát chờ xưa, đối cấp căm kình đẩy sủ té bưng tàng trường nặng địa phương, cánh mi xương dệt bờ kình hàng mử, vậy nếu chưa, đẩy lại khé táng phường, man nặng sờ hà lại xưa máu Hồi thì Cam Kinh Chẹp đầy dê Té Mát Núi là dàn vầy cáo ảng, phương tàng, mát, núi, bồn giòn, lang đi dùng không địa phương. Vừa là dàn, vài phương địa phương cáo ảng, mát văn hóa, Cam Kinh, bồn giòn, họt khé, táng phường, cuồng mương, cánh mức nọ. Cái nằn có từng dàn nhớ dùng phương tàng, mát, núi, cốc kén, khổng tỉnh Sơn Hà, có xương san địa phương, cuồng cá mương. Vài dần mương dù lang đi ngân dịch vụ bảy trừ bá, té quý bảy trừ cánh mà bá huyện thuần Chào có khai chu tập tư tánh tâm luông buồn quản lý dù ngân phảo đủ bá nặng bưng thồn bản vâng vì cải ma việc quản lý sổ ngân dịch vụ phảo đồ bá phân lại đầy chấp năm tối lung bùn không bản hê miển bằng không mương vậy chấp năm khả khò dệt hở việc quản lý hê đầy nhàn vào vừa sắc nằn, việc tại ngõ lông bùn quản lý cánh rủ hơn dịch vụ phào đồ bá nặng pưng thôn bàn, chi nhau sủng lăng đi việc quản lý rủ hơn dịch vụ phào đồ bá nặng cơ sở, nhận vào lăng đi sự mình, ta đẩy luông bòm thống lông nặng bản huống Cảm phong phi thứ của việc chấp năm pưng lông bùn. Huyền thuận trào mi sao bét xá, cấp giảm băn bày bét xếp cầu trào bá, Bét xếp cầu nhóm cánh bét xếp dòng thôn bàn, đầy hưởng hơn dịch vụ phẩu đồ bá, nàng phòng, me năm ha cánh nằm te té hơn dịch vụ phò đồ bá cánh vương tảng hơn gốc ứng, vương chảo bá có dòm hơn tảng tánh vương công trình sóc bài tang ma mường phài hơn văn hóa cánh vương công trình chuồng hong vỉa dưới, dưới, dưới cánh đơi kiến rũ khổng dẫn mương xã chiêng băng đẩy huyền quỳnh nhai lừa lò đền vị dệt xanh khải ó hồi thì trang nếu chưa dẫn mương từ có khỏe bị sòng phát ra sòng nàng cơ sở chiết <laughs> chế côn ma té sẽ viết chỉ bổ không tăng ủy xã chôm hạp sám hòn thì lò ngon tạ cao, ngon luông thổng hồ, cánh thì tiểu phẩm, ngon thoát kẻ phía mẹ ọ. Đại luông khẳng khăng thế may, cài bưng còn thì chua tôi có vào khưn tay, tục nò chờ bùn Hồ Chí Bình, quan tiệm luông tang chỉ thị nghị quyết không tàng, luông bùn hơn hương ma tả phía nếu chưa trấn hương cuồng sàn si khai nì. Lang thì chấp năm nả phía nếu chưa không xá bàn. Phía phan hoa, kẻ khai chiến khai hành chính, đơn sự tố cáo, chàng nếu chưa cuồng tăng tánh bản tháp ở, hội thị có ta khu ngay tì hạ cán bộ công chức viên chức cánh chu chi bộ bản để ô tô ép năm kinh nghiệm tăng căn nho sông luôn trọng phía cuồng chấp năm nà phía nếu chưa sẵn hương hôm phương chế thảo tì nà phía chính trị cánh nà phía thể sao cái hội thị vậy cho sùng phong thống khổ cá chuông chính trị không chu cướp ma nà phía nếu chưa không tàng khương hương choi hở cán bộ đảng viên cánh sẵn hương nho sùng luông hồ trang nếu chưa tăng cơ sở ép tăng kinh nghiệm vẹt pan hồ ép hồ sở phê gia tệ vài tăng tánh chuông chính trị cơ sở nhượng mở nhượng hàn hành nhận danh có che là nương cuồng bưng tàng cỏ phúc bồng mi luông hành khỏng huyền cuồng vi mà bè sơn bưng bị cài ma huyền thuần trào co tùm bua trên báo nếu chưa dần mương bú bưng chữa che nặng suốt dùng dương che lai ép nương ép sòng che sàn tuyết che kim tuyền tỏi luông bùn hữu cơ tập tư chỉ bó việc khỏi đủ sảng sồm lao tà đỉnh bua tre và nho dùng hiệp thủ cánh sản lượng tre. Họt khai, huyện Thuận Trào, Mỹ Cải, Pát Nâng Sĩ Hoài, Hách Tà, Tà Đình, Pú Tre, Đẩy Pú Tọp Hôm, Đảng Phương Xã, Phòng Lái, Chiêng Phà, Mương ép, Phòng Lập. Quảng Nằm, Cải, Pát Nâng, Hoài Nâng, Hách Tà Tre, Hở Bít Củ, Danh Tính, Bít Củ Tài Cài, Xíp Ít Pát, Hà Hỏi Tấn Tre. Vài bánh khải rung hành quảng phòng, cánh cực tóp tẩy, lang áo, cạt kiên diệt việc cắp mương nọ, quảng vương vị trạm nỉ vương công ty doanh nghiệp hợp tác xã pu tre cả khải tre nằm quảng huyện có chôm hạp cát kiên uẩn chỉ côn pu tre sủ công nghệ hiện tại té phía bú khỏi tù chế biến tre tại rung bùn việt gáp nhàn bào dệt ót tày tàng tre nhàn bào tiền ngăn cắp kín cá huyền khách nỉ mi sảm hợp tác xã cánh sòng doanh nghiệp chôm hạp bú chế biến cát kiên Sáo hàm bón khải vảy nhàn bào mi bón khải tét tiền riêng cuồng pì sòng bắn phải sao ít, che Khổng huyền thuần Châu, có tài khai, chết ship tấn, vầy mương tài hoan. Khỏi, cả cảnh, nó bị chế, đó có này, xám, yên, xí, yên, xin đó, ừ, ngưng, nó sẽ có bắn, có đó có, cho phén, sang khỏi thủy khách thì đang nhai khẩu pít củ tre chính mua bò hay mệt nát huyền thuần trầu cò tàng tủm pua pít củ họt bón tờ già khún khỏi tù họt bón hẳn nhàn bào mua chết lằng, cửa tẩy lăng tì khai tẩy ca tròi lại chu hơn pu tre nàng huyền thuần trầu mi hiệp thủ te tiêng hôm phân mà pe xe sơn nàng địa phương mười sắc cao cảm mượn hạ chương trung học phổ thông truyền sờ là có khai bằng lễ sừng nhọng khen thưởng côn sắc mắn ép hiên, cánh côn ép hiên giỏi tràng bí ép sóng phát xa ít cái sóng phát xa sòng. Bí ép sóng phát sao ít cái sóng phát xa sòng xây cho chương trình học phổ thông truyền sơ là có trong hành cà sàn khảm cài xa cha bừa tuông pan bệnh hải vẩy bó tì ép tì đánh tam chương bó sòn sư sở trăm quảng Hàn, lang Tị, bó sòn bưng hồn có kén sớp tàm cơ tài lang Tị, sùng cáp pet dài học sinh sỏi cướp cáp hương sòng hỏi sắp pet dài học sinh sỏi cấp tỉnh quảng Hàn, mi sắm xếp xí giải nhớ to Sĩ xếp phân hỏi tổng số học sinh sỏi tên các tỉnh phòng cáp năng, lò chết hủy trường cam ngươn tông nặng bưng Châu thủy olympic quam ảnh nặng internet cướp cáp hương cài sắm xếp học sinh ép theo chìa chứng hoài khổ quang quốc tế nàng bằng sừng nhỏng trường trung học phổ thông chuyên sượt là cánh hồi nhỏ nhỏ ép hiên tình cỏ trong sòng chờ khen hở cai sòng hỏi học sinh cánh sai sòn cửa tay lang tí bồn son cuồng bị ép sòng sao ít cái sòng văn sao sòng Công an huyện Sông Mã trọng phá tê lang tỳ sòng chu án quân sàng, bắt đẩy sòng côn, cánh thủ đẩy lại heroin, cánh viền giả dệt nhiên mư sát chết cầm bờn hả bị sóng văn sát sòng nàng bàn khương tiên xã trương khường. công an huyện sông mã uẩn Pa cắt kiên các phòng cảnh sát sáu hồ viết tôi quân giang công an tỉnh đôn đèn mương phát thủ mương trương khường, cánh cục hải quan tỉnh Tiên biên hù hèn cánh bắt đầy bà nguyễn đình tiến ở bị bắt hưng cầu hỏi cầu xếp hết rú nàng xã nang ngưu huyện sông mã đang khôn trên phít phép sòng tón heroin hỏi hưng cầu xếp hết viện giả dệt nhiên túi quân giàng hưng cánh san tặng trường nuống ban Sáu hù khai quang chu phịa chủ mũ công an bắt đầy tướng sòng cốt nóng pan lò lo văn thành óp bì bắt nương cầu hỏi cầu xếp xí cánh hoàng bảo việt óp bì sóng văn phải sòng rú nặng huyền sông mã có năn mở rõ cầm bờn hà công an huyện sông mã cạt kiên cấp công an huyện sốc cộp phá tê lang đi chủ án bắt đẩy sóng côn lò lo phản nam óp bắt nương cầu hỏi cầu xếp xí cánh quang ngọc trào óp bắt nương cầu hỏi cầu xếp chết rú nằng tổ dân phố sòng thị trấn sông mã thủ đẩy sàm xếp bóc ban viện giả dệt nhiên cánh san tảng trường nông ban ứng khay bưng chu vỉa đang xếp tạm đẩy sáu hù dệt đó chành Chương trình quốc kháo khóng đài phát hành truyền hình sơn la Mưu hot Họt Nì Lâm Mết so đài Bò Lão Bò Mẹ Pì Nòng cùng bước chương trình quốc kháo tươn hạ. Trong tạc hạc sường. Báo danh quốc phả cùng tỉnh sơn la quốc phả mi lải biến phả, tinh cầm cánh tinh cưng mi phồn nàng san bón, cuồng há phồn phẳng phong chimio lông lào, cánh phả bá láp lượm, tinh bên phả đét, luôn hoàn sến nàng san bón của tỉnh thành phố Sườn là xa dòng hoa sản xếp hết độ, Thuận Châu sao hà hoa sản xếp dòng độ, Quỳnh Nhai xa hà hoa sản xếp dòng độ, Mừng là xa hà hoa sản xếp hà độ, Mai Sơn xa dòng hoa sản xếp hết độ, Sông Má sát xí hoa sản xếp dí độ, Sốp Cộp xa xí hoa sản xếp dí độ, Bắc Yên xa giảm hoa sản xếp hết độ, Phù yên sao hà hoặc sản xếp giấy độ yên trầu sao xí hoặc sản xếp hà độ Mộc trầu sao ết hoặc sao cảo độ Vân hồ sao ết hoặc sao cảo độ